Xin chào bà con nha Đây là con sâu canxi để mà mình chuẩn bị cho nó vô cát để làm cán yến nha mọi người Đây nè Mọi người thấy cái, cái con sâu mà để mình làm cán yến thì nó tầm khoảng chừng này thôi 1,1 đến 1,2 cm thôi mọi người Có cái thức dây không? Đây cái thước dây Trong cặp á trong cặp. Đây nha bà con Đó này nhà nào có kén yến thì mình có thể sử dụng cái kén này về cái nó nở ra thành cái con rùa lính đen á, nó bay lên bình thường tại vì yến ở ngoài môi trường á, là nó bây giờ rất ít thức ăn cho nên là nó phải bay đi kiếm ăn rất là xa cho nên là có nhiều anh chị sử dụng nó hiệu quả rồi á cho nên là có liên hệ đặt tại úc là là nuôi để ép kén yến dùng thế này là bây giờ là mình sẽ lấy một cái khay cát tầm cỡ chừng 10 phân mọi người xong rồi mình đưa nó vô để cho nó nằm nó đơ ha nó đơ cái này nó đang cũng đơ đơ rồi nè đó cũng cũng đen đen đều hết rồi những cái con này nó đã đen đều hết rồi nha cho nên cái này là giờ muốn ép cán yến là sau khi mà cỡ chừng hai uh, mấy ba mươi ngày á bắt đầu nó đen đều như này nè đó những cái con ép cán yến nó phải khỏe mạnh như này nha mọi người đây nè chứ không phải là những con ăn không được nha những con này là mình cho nó ăn đủ chất đấy rồi Xong rồi bây giờ đây nè để để đo cho mọi người coi. Đây. Nè. Một phần mấy? Ừ. Nó cong nó cong thì đây, nó hào ha ha như này. 1,5 đến 1,6 á mọi người. Đây. Đó. Cái này là giờ lấy cái khay khay cát tầm cỡ chừng 10 10 phân á. Sau đó mình đổi con này lên là sau cỡ chừng 4 đến 5 ngày bắt đầu có những con là nó đóng kén là nó đơ, nó nó trồi lên trên mặt cát. Là mình để im vậy còn không thì mình bỏ ra cái khay khác xong rồi để lên chuồng lượng nha mọi người. Đây nè. Cái khay mọi người để lên chuồng lượng. Cái con này là cái kén yến thì mình sẽ không có không có gì ta cho nó ăn uống ăn uống gì nữa nha mọi người không ăn không uống gì sau khi cái con kén yến nó đã nở ra rồi thì nó sẽ không ăn không uống gì hết nha nó nở ra là nó bay lên Gặp yến hoặc là gặp bay ra ngoài môi trường thì nó dẫn dụ con chim khác tới thôi Chứ nó không có ăn uống gì trong cái giai đoạn mà nó nở ra thành ruồi bay lên ngoài không trung nha mọi người Cái này đây nè bà con mình để một cái khay vuông như này để lên chuồng lượng Một cái khay này mọi người có thể để là từ 2 đến 3 ký kén được rồi nha để trên nguồn lượng tầm 2 3 khay là được rồi nha bà con. Và nếu như bà con nào mà để tại vì đầu tiên thì con yến và bên ngoài nó chưa biết cái con này là thức ăn ở đây có cho nên là mỗi lần mình dưỡng dụ tầm 3 đến 5 kg thôi. Sau cỡ chừng 2 tuần á là mình bỏ lên tiếp 3 đến 5 kg chứ đừng để một lúc nhiều quá mọi người tại vì nhiều nó nở ra nó sẽ không hết. Lớp thì con yến nó ăn không hết lớp thì nó bay ra ngoài môi trường thì như dẫn dụ con chim khác tới lớp thì nó nở ra là hết vòng đời và nó 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 tèo đi nha mọi người cho nên là mình không có uh, mua nhiều quá thí dụ 3 đến 5 kg thôi sau khi mà nó hết cái 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 lứa đó tại vì một lứa này sẽ có con nở trước có con nở sau thì nó sẽ nở lắc đác lắc đác rồi sau đó mình mới mình mới cỡ chừng 2 tuần sau mình mới vô kén khác để lên chuồng lượn nha mọi người để trong chỗ chỗ mát nha không có để ngoài nắng nha mọi người để ngoài nắng là nó 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 tèo á đi ra con để ngoài nắng là nó tèo nha mọi người để vô chuồng uh, mát có mái che đàng hoàng nha tránh mưa nha bà con đó thì uh, nhiều bà con là mua lần 10 kg 15 kg trừ phi mọi người có nhiều nhà yến còn không thôi là lần gửi chừng 3 đến 5 kg thôi nha 3 đến 5 kg hết thì mình lại gối đầu tiếp làm như vậy để cho chi để nó khi nó bay ra ngoài môi trường ở những cái con vật khác á thí dụ yến khác nó biết ở đây nó 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 có có nguồn thức ăn dồi dào thì nó sẽ về nhiều hơn nha chứ mình đừng có mua nhiều quá cùng một lúc thì nó ra ảo ạt nó nó không xử lý yến mình nó không xử lý thức ăn hết thì nó sẽ gây ra thất thoát nó rất là tiếc mọi người tại tốn kém á gà kìa gà nó thèm ờ mọi người thấy con chó cũng ăn không bình thường nó ăn khô ấy. con này nó sống vậy mà nó cũng ăn luôn mọi người bình thường là nó ăn sâu sấy quen rồi cho nên bà con nào mà cần cán yến thì đặt trước tại vì để nuôi theo cái chế độ này Bình thường là Úc nuôi lên giống bố mẹ Còn nếu như bà con mà đặt kén yến Thì bắt đầu lúc đó Úc mới ép cô thành kén yến Úc nuôi theo chế độ kén yến nha mọi người à, Cho nên là nó sẽ không có sẵn cho bà con mình Bà con mình cần dùng uh, thử nghiệm thử Thì uh, uh, đặt xong rồi Úc uh, uh, nuôi theo chế độ kén yến cho bà con mình nha Cần thì cứ liên hệ với Úc qua số điện thoại 0976629090 nha